once again. Chào các bạn nha. Nay mình sẽ quay lại cảnh chùa niệm Phật, chùa niệm Phật nằm ở An Sơn, thuộc huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đó các bạn. Mình đang đứng cặp mấy sông, sông của An Sơn. Đây. Thì mình sẽ quay bên ngoài của cái chùa cho các bạn xem. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên mình quay thì nó cũng bị hơi rung lắc, nên các bạn chịu khó xem giúp mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay cảnh bên trong, bên ngoài khuôn viên chùa cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là mặt tiền chính của ngôi chùa các bạn. Mình sẽ quay vòng vòng. Đây là bờ sông. Bờ sông mà mình đang đứng đây là bờ sông. Đây. Đây là gơ vô gần mấy sông nên mình không lấy cảnh xa được. Có mấy cái chuồng gió nữa. Gió thổi im tay lắm rồi. Đây là giống như là phù điêu các bạn. Đẹp. Nhìn xa thì tưởng là một bức tranh do ta đắp. Đắp phù điêu lên bằng xi măng đó. Đắp nổi lên. Đây là tượng Phật bằng đá. Phía trên là có hai bên có hai con gậm chạy thẳng lên. Bên đây cũng có con gầm. Thật nằm. Đây là đại nhất tài lộc tổ Shivali đó các bạn. Bên đây có vườn hoa lan rất đẹp nha mọi người. Đây lan, mình không có gần về lan nên mình không biết lan có tên là gì. Bên đây lan đỏ, lan vàng, lan tím, quá trời lan các bạn. Lan ra hoa rất là đẹp nha mọi người. Đây nhiều lan lắm. Mình sẽ quay hết khu vườn lan này cho các bạn xem. Lan thật nha các bạn, không phải lan giả. Bên đây có bức tượng Phật Di Lặc rất là to.
người ta đang sơn sửa vậy các bạn, nên người ta đang lắp dàn giáo để sơn sửa lại, rất là to luôn. Đây có rất nhiều tượng gỗ nữa mà. Tượng gỗ rất là đẹp. Chạm chỗ rất là công phu. Đây là bảo tháp các bạn, bảo tháp của chùa Niệm Phật. Mình sẽ quay tượng Đức Phật A Di Đà để các bạn xem. Đây. Đức Phật đứng này rất là cao. Từ xa khoảng mấy trăm mét là các bạn đã nhìn tới rồi. Hai bên có 6 pho tượng đứng. Mỗi bên có 6 pho tượng. Mình đi đứng đằng xa mình quay thôi, chứ đi lại gần chân tượng Phật là quay cao lắm. Đây là cổng chùa, ở trong nhìn ra các bạn. Xíu mình sẽ quay ở ngoài ở ngoài cổng nhìn vô cho các bạn xem. Đây là ngoài cổng nhìn vô các bạn. Nhìn rất là đẹp, cái sơn màu, sơn cái màu ngói, màu xanh rất là ấn tượng. Mình đi ở ngoài cổng nhìn vô. Thì cũng như clip trước mình đã giới thiệu là chùa Niệm Phật là thuộc địa chỉ 146 ấp Phú Hưng, xã An Sơn, huyện Thượng An, tỉnh Bình Dương nữa các bạn. Đây, có địa chỉ chùa đây. Hai bên có hai bậc phù điêu, hai bậc sư tử, lân. Rất là đẹp. Đây là rất thoáng mát và yên tĩnh các bạn. Đây là ở ngoài đi vô nữa các bạn. Tượng Phật A Di Đà mình lúc nãy mình đã review cho các bạn xem. Bên đây là có hai hàng cao. Đây là chánh điện tuốt trong kia đó các bạn. Đây là một lần nữa tượng Phật A Di Đà cho các bạn xem. Khuôn viên sân chùa trồng rất là nhiều hoa nha các bạn. Đây, lò bông giấy các bạn. Đây là hoa trang. Cũng có nhiều bạn gọi đây là hoa mẫu đơn á, nhưng mình cũng không biết thực hư ra sao. Đây cũng giống thôi. Đây là hoa trang vàng các bạn. Đây, bông màu vàng. Hồi nãy là màu, bên kia là màu đỏ. Mình đi xa chút mình quay cho các bạn xem. Đây rất là nhiều quang các bạn. Đây cây bông giấy nó bự hơn. Đây là từ bảo tháp mà lúc nãy mình đã quay từ xa cho các bạn xem, giờ mình phải quay lại gần. Cái bản tóm tắt tiểu sử của cố hòa thượng Thích Thiện Quê Khe Sơn tổ đình chùa Phật tử Niệm Phật tử. Đây viết rất là dài các bạn, nhưng mình không có được. Đây có nhiều loại hoa nữa các bạn. Giờ trời đang nắng các bạn, nên video mình quay sẽ không được sắc nét lắm, các bạn xem thông cảm.
Đây là dưới chân của ngôi bảo tháp đó bạn. Để mình đi vô trong coi. Biết bên trong có gì. Đây bên trong là thờ cố hòa thượng. Mình cũng không nên đi vô trong các bạn. Đây, các bạn thấy thường thường mấy cái ngôi chùa đình rồi đó nó sơn màu dễ nhận biết. Nhìn từ xa rất là đẹp. Giống giống như mà một con tàu các bạn. Đây một con tàu. Con tàu của người tu học. Nhìn giống giống như con tàu. Đây thì có gắn rất là nhiều chuông gió nên phát ra âm thanh rất là đã, nghe im tai. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cái Hoa Trang cho các bạn xem. Hoa Trang cũng có số bạn, có số nơi ta gọi là hoa mẫu đơn. Đây nó dạng bụi đấy chứ không phải cây có tàn như dạng các cây bonsai khác đâu. Đi một vòng cho các bạn xem có cây. Ở đây trồng rất nhiều bông trang các bạn. Vàng đỏ gì cũng có. Đây đó nè. Đây cũng là một bảo tháp. Sẽ đi vô trong quay lại mấy cái tường đá, tường gỗ cho các bạn xem. Nãy thì mình có đi vô đây mình lại rồi, mình cúng rồi. Nên mình giờ mình chỉ quay lại thôi. Chùa thì mình cũng không nên cho vô trong quay rất nhiều. Tại cũng có một số bạn comment đó mình thấy cũng hợp lý, mình không có đi vô trong quay lại. Giờ này là tới giờ cơm đúng không? Nên các thầy và mọi người đang ăn cơm. Rồi, giờ mình sẽ quay trở ra cho các bạn xem. Chào các bạn nha. Hôm nay mình kết thúc video tại đây. Nãy giờ mình đã quay cho các bạn xem cái cảnh chùa niệm Phật. Đây là sau lưng mình là cái tượng Phật A Di Đà. Nay mình chỉ quay được bấy nhiêu thôi do trời nắng quá. Mình hẹn gặp các bạn vào những clip tiếp theo. Rất mong các bạn xem và thấy hay thì nhớ đăng ký like hoặc chia sẻ hoặc đăng ký kênh để giúp mình có động lực để phát triển. Hẹn gặp quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn. Bye bye.